Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với những trận đấu xuyên thế kỷ được phát sóng trên kênh Hàm Kỳ Thú. Nếu bạn đã từng xem các bộ phim Hollywood kinh điển như Hàm Cá Mập hay Biển Xanh Sâu Thẳm, thì chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ cá mập chính là sát thủ nguy hiểm bậc nhất của đại dương phải không nào? Nhưng không, còn có một loài sinh vật biển được xem là đối trọng của cá mập trắng với sự thông minh và sức mạnh không hề thua kém. Đó chính là cá voi sát thủ. Chúng là kinh địch của nhau và là kẻ thù không đội trời chung, thường xuyên có những trận chiến kinh hoàng giữa hai sinh vật thống trị đại dương này. Vậy nếu như phải chiến nhau trong cuộc đấu một mất một con, thì loài quái thú nào sẽ giành chiến thắng? Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng mình cùng khám phá ngay sau đây nhé! Vòng 1. Kích thước. Cá mập trắng được coi là kẻ săn mồi vĩ đại của vùng biển. Chúng có mặt ở hầu hết các đại dương trên thế giới và thường được gọi là cá mập trắng vĩ đại vì chúng không ngừng phát triển trong suốt cuộc đời. Con đực sẽ lớn hơn con cái. Một con trưởng thành hoàn toàn có thể đạt được chiều dài từ 6,4 đến 8 mét và nặng từ 3 đến 4 tấn. Thế nhưng, kích thước ấy chẳng là gì so với loài cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ còn được gọi là cá heo đen lớn hay cá hổ kình, là một loài cá heo thuộc phân bộ cá voi có răng. Đây là phân loài cá voi lớn nhất trong họ, con đực lớn hơn con cái, nhưng chúng còn khác nhau về kích thước và trọng lượng tùy thuộc vào chủng loại. Con cá voi sát thủ lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài đáng kinh ngạc là 9,8 mét và nặng 10 tấn. Tương đương với loại xe dã ngoại dùng để du lịch hay cắm trại. Như vậy, cá voi sát thủ đã giành lợi thế về thể hình và xuất sắc ghi cho mình điểm đầu tiên rồi. Vòng 2. Tốc độ. Cá voi sát thủ nổi tiếng là loài đi săn không cho con mồi trốn thoát. Chúng nhanh nhẹn, linh hoạt, thông minh đến độ tàn nhẫn. Loài động vật có cơ thể đường sụ này cũng là tay bơi cự phách. Vận tốc cực đại mà chúng có thể đạt được lên tới 5-6 km/h, tương đương 15 m/s. Chúng thường dùng sức mạnh của tốc độ phi và cơ thể nặng hàng tấn húc đầu vào các nạn nhân cho tới chết. Thế nhưng xét về tốc độ thì cá mập trắng, cá sát thủ săn mồi máu lạnh này cũng chẳng hề kém cạnh. Bởi vận tốc trung bình của loài cá mập trắng có thể lên tới 5-6 km/h. Cơ thể cá mập được phủ đầy những cái vảy nhỏ gọi là nhà bì, giúp chúng bơi nhanh trong nước. Những cái vảy này trông như chiếc răng nhỏ rất sắc và còn có tác dụng như bộ giáp bảo vệ bên ngoài. Vì vậy trong lần so sánh này, cả cá mập trắng và cá voi sát thủ đều xứng đáng ghi điểm. Tỷ số lúc này là 2-1, nghiêng về cá voi sát thủ. Vòng 3. Lực cắn. So với hiệu quả của lực cắn, thì cá mập trắng khó có thể bì được với loài cá voi sát thủ. Cá mập trắng có 300 chiếc răng sắc nhọn và to, có dạng hình tam giác, vân ra thành 5 hàng, hàm có thể mở rộng. Lực cắn của một con cá mập trắng nặng 3,3 tấn là 1,8 tấn. Nhưng có vẻ như lực cắn của chúng không tương xứng với kích cỡ cơ thể cho lắm. Lực cắn chính xác chỉ đạt 303 kg, ngang với một con sư tử đực và yếu hơn rất nhiều so với lực cắn của cá sấu. Trong khi đó, một trong những sức mạnh kinh hoàng làm nên những chiến thắng cho các cuộc săn mồi đầy hủy diệt của cá voi chính là lực cắn có 102 của loài động vật biển này. Chúng có thể dùng bộ hàm có 50 cái răng cực kỳ sắc nhọn để xé xác con mồi. Với lực cắn khủng khiếp lên tới 1 tấn trên 1 cm khối, cá voi sát thủ thừa sức cắn nát bét cá mập trắng và rất nhiều nạn nhân xấu số khác trước khi thưởng thức chúng một cách ngon lành. Như vậy, nếu xét theo bảng xếp hạng những loài có uy lực cắn khủng khiếp nhất trên thế giới, thì cá voi sát thủ xếp hạng thứ 3, chỉ sau hai loài cá sấu khổng lồ trên trái đất mà thôi. Tóm lại, lượt đấu này, cá voi sát thủ lại giành chiến thắng rồi. Vòng 4. Trí thông minh. Cá mập có thể phát hiện khi nào con người quay mặt về phía chúng, nên chúng thích cách tấn công từ điểm mù của con mồi. Cá mập trắng hoàn toàn nhận diện được hướng xoay cơ thể người, từ đó áp dụng cách tấn công thích hợp. Để tập kích hiệu quả, loài sinh vật này cần phải cảm nhận chính xác hình dáng cơ thể, kích thước và chuyển động của con mồi tiềm năng. Chúng dường như có khả năng vận dụng trí não, chứ không đơn thuần là một cỗ máy giết chóc tàn nhẫn. Sự tồn tại của cá mập trắng khổng lồ cho tới ngày nay cũng chính là minh chứng cho trí thông minh của sinh vật này. Tránh voi thì chẳng sớm mặt nào, tự biết khi nào nên thể hiện mình là một kẻ săn mồi, khi nào nên khăn gói chúng đi, có thể góp phần vào sự sinh tồn thành công của loài hung thần đại dương này. Tuy vậy, thế vẫn chưa là gì so với đấu thủ của nó. Cá voi sát thủ được xếp ngang hàng với các loài linh trưởng về trí thông minh bởi chúng có khả năng tự nhận thức. Một con cá voi sẽ ở bên cạnh mẹ mình ít nhất là 2 năm. Điều này không phải là hiếm trong thế giới động vật, nhưng điều xảy ra trong 2 năm này mới thực sự đặc biệt. Trong 2 năm này, cá mẹ dạy cá con tất cả mọi thứ về cuộc sống của giống loài mình, làm cách nào để sống sót và trưởng thành trong thế giới của chúng. Mặc dù rất nhiều loài động vật khác cũng làm những điều tương tự, nhưng điều này rất hạn chế và cách mà những con cá voi được dạy dỗ thực sự rất chi tiết và mang tính đặc thù đặc biệt, thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Cách dạy dỗ cá voi sát thủ mang tính thế hệ, tức là cá voi mẹ dạy lại cá voi con những kiến thức mà chính cá mẹ đã truyền lại bởi mẹ của nó.
Những thứ này không phải là kiến thức bản năng, mà đó là những thứ liên quan tới kinh nghiệm đã được học hỏi và truyền lại cho các thế hệ sau, để cho các thế hệ sau này không bị mắc phải những sai lầm mà thế hệ trước đã gặp. Phần cấu tạo não của cá voi có tế bào thần kinh gần giống với con người. Chính vì vậy, mọi cảm xúc, hành động và khả năng phán đoán của chúng đều rất cao và chính xác. Xuất sắc quá, không hổ danh là loài ăn thịt đầu bảng. Cá voi sát thủ lại ghi điểm rồi, tỷ số đang là 4-1. Vòng 5. Kỹ năng săn mồi. Cá mập trắng luôn nằm trong top những động vật săn mồi đáng sợ nhất hành tinh. Mọi giác quan của chúng đều được sử dụng như những vũ khí sát thương, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và thính giác. Ngoài ra, cá mập không chỉ nhìn thấy, nghe thấy con mồi mà còn cảm nhận được chúng. Nhiều loài cá mập có một cơ quan cảm giác đặc biệt chạy dọc suốt cơ thể, kết nối từ đầu tới đuôi và quai hàm, gọi là đường cảm giác. Cơ quan này chứa đầy các dây thần kinh để thu nhận các rung động nhỏ nhất và sự thay đổi áp suất trong nước. Và ở mức độ phát triển bậc thầy, sự kết hợp của đường cảm giác với các giác quan khác giúp cá mập có thể phát hiện con mồi ở cách xa nó tới 1,6 km. Khi đi kiếm ăn, cá mập huy động mọi giác quan. Chúng rất mạnh mẽ với những cú đớp nhanh như chớp và đầy uy lực. Một cú cắn của cá mập trắng có thể làm đối phương mất rất nhiều máu. Trong khi đó, nổi tiếng với chiến lược săn mồi hiệu quả và cực kỳ tàn nhẫn, cá voi sát thủ được xem là loài động vật có vú ăn thịt hùng dữ nhất trên thế giới đại dương. Chúng chính là loài săn mồi đỉnh cao, con động vật ăn thịt đầu bảng. Cá voi sát thủ sở hữu những chiêu thức kết liễu đối phương hết sức phức tạp và cực kỳ hiệu quả. Một trong những số đó là tuyệt chiêu karate chop. Tiến sĩ hải dương học Vizier, chuyên gia nghiên cứu hành vi săn mồi của loài cá voi sát thủ hơn 20 năm qua, đã mô tả chiêu thức này như sau. Cá voi sát thủ sử dụng cái đuôi cực khỏe của nó để lái con cá mập lên gần mặt nước. Nó thậm chí còn không chạm vào con cá mập mà chỉ sử dụng lực đẩy từ đuôi, tạo ra một con sóng ngầm đẩy cá mập lên phía sát mặt nước. Khi cá mập bị đẩy lên sát mặt nước, cá voi sát thủ sẽ ngay lập tức vung vẩy, cuộn mình lên khỏi mặt nước và dùng chiếc đuôi chặt mạnh xuống đầu con mồi, khiến nó choáng váng, thậm chí là bị bất tỉnh. Hoặc cá voi sát thủ lén lút tiếp cận con mồi từ ngay bên dưới và bất ngờ tung ra đòn tấn công vào phía bụng. Với cú hũng nặng không dưới 4 tấn, cá mập trắng sẽ bị choáng váng. Tiếp theo, cá voi sát thủ chỉ cần túm lấy con cá mập xấu số, lật ngửa nó lên và thưởng thức bữa ăn giàu protein của mình. Như vậy, ta có thể nhận ra ngay, trong lượt đấu này, cá voi sát thủ đã có chiến thắng áp đảo và ghi cho mình điểm số cuối cùng. Tỷ số là 5-1, nghiêng về cá voi sát thủ, loài sát thủ thực thụ của đại dương. Tổng kết lại, trận chiến này đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cá mập trắng chỉ giành ưu thế ở tiêu chí duy nhất là tốc độ, còn cá voi sát thủ xuất sắc giành chiến thắng ở cả 5 tiêu chí: kích thước, tốc độ, lực cắn, trí thông minh và kỹ năng săn mồi. Như vậy, chiếc vương miện mà bấy lâu nay cá mập trắng tạm giữ phải nhường lại cho đấu sĩ đã giành chiến thắng cuối cùng cho trận chiến ngày hôm nay, chính là cá voi sát thủ với tỷ số là 5-1. Sự tàn bạo đã được hóa trang dưới vẻ ngoài của một kẻ thư sinh. Rõ ràng đây là lý do khiến cá mập trắng phải cúp đuôi trốn sang vùng biển khác mỗi khi chạm trán với cá voi sát thủ. Thậm chí, những con cá voi chẳng cần đánh dằn mặt cá mập trắng để chiếm sử dụng địa bàn của chúng. Những con cá mập chỉ cần ngửi thấy mùi long diên hương của mà cá voi sát thủ để lại trong nước. Chúng đã sẵn sàng nhường lại sân nhà của mình với đầy dãy thức ăn và giạt sang một vùng biển khác cằn cỗi hơn rồi. Các bạn có thấy trận chiến ngày hôm nay mãn nhãn không ạ? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những trận chiến tiếp theo của đấu trường thú.